Nhà ông bên em xin chào bà con nhé. Thì hôm nay là em lên trên vườn đây này, thì cũng là xem lại một số cái tổ ong và một số cô bác thì cũng có hỏi, thì là em cũng vừa nói, em cũng vừa là trao đổi cũng vừa làm. Thì vào cái giai đoạn này thì các bác nên lưu ý là một số cái tổ ong là nó không đẻ các bác ạ. Có nghĩa là một số các cái cọ trong cái cầu ấy, là một số cái đàn cái cầu ong là không có tướng, nó không đẻ các bác. Nên vì vậy nếu nếu mà các bác mà muốn mà giữ được cái tổ ong để cho nó vượt hè tốt, thì các bác cũng cần phải có một số cái kiến thức nhất định. Đó là ít nhất là các bác phải biết đường, là ví dụ như là cái tổ ong đấy là bốn cầu hay ba cầu, nó không có một cái chứng nhộng ấu trùng. Đấy, thì là ta phải biết là lấy từ cái tổ nọ ta đổi vào tổ kia. Đấy, có nghĩa là từ lấy một cái cầu của tổ này thì ta đổi vào cái cầu của cái tổ khác nó có chứng nhộng ấu trùng, ta đổi vào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ta có thể là đổi cái có nghĩa ta rủ bớt đi một cầu, rồi ta lại lấy một cái cầu ở những cái tổ mà nó có chứng nhộng ấu trùng ta lại bỏ vào. Đấy, đấy là cái cách thứ hai. Và muốn vượt được hè thành công thì những cái tổ mà thường là nó ít đẻ hoặc nó đẻ rất là kém, thậm chí nó đẻ được bằng cái lòng bàn tay đi các bác này, thì là những các cái tổ đấy thì là mình phải cho nó ăn phấn các bác ạ. Đấy, tại vì khi mà không có phấn thì con ong nó ngừng đẻ ngay các bác. Đấy, nên là ta phải cho nó ăn phấn. Đấy, cho nó ăn phấn. Còn mùa này thì nó vẫn đang còn đường, có nghĩa là ngoài tự nhiên nó vẫn có, và nó cũng tùy theo từng nơi từng vùng các bác. Đấy, nên là vì vậy nên là nay thì em lên trên đây, và cái thứ nhất là em chưa đổi ở đây, bây giờ nó chỉ còn có mỗi phấn hoa, chỉ còn cây xấu hổ các bác. Đấy, cây xấu hổ, cây táo nó cũng có phấn hoa. Đấy, và một số cái loài cây thì nó vẫn còn cái. Đấy, thì là như cây ổi tứ quý đấy thì hắn cũng có hoa nhưng nó rất ít. Đấy, nên là vì vậy mùa này là bắt đầu là vào mùa vượt hè, nó khan hiếm. Đấy, vì vậy mình phải thường xuyên, ví dụ như là 5 đến 7 ngày các bác phải kiểm tra lại một lần. Đấy, để làm sao kiểm tra lại để cho đảm bảo được cái tổ ong đấy nó đã phát triển đều chưa, còn nó thiếu cái gì thì ta phải khắc phục cho nó cái đấy. Nếu như các bác mà không khắc phục được thì đương nhiên cái tổ ong đấy nó sẽ kém chất lượng đi. Đấy, kém chất lượng đi thì nó tụt quân. Đấy, mùa này khi nó đẻ nó không có cái thế hệ kế tiếp các bác ạ. Nó không có thế hệ kế tiếp thì đương nhiên là nó sẽ tụt quân. Đấy, vì vậy nên là các bác phải khắc phục. Thì bây giờ em sẽ vào em kiểm tra một số đàn, hãy có những đàn nào đấy thì em sẽ hướng dẫn cho các bác xem. Đây nha các bác nhá. Thì bây giờ em kiểm tra cái đàn này thì em coi coi là nó như thế nào, tại vì em là em thường là nói thật với các bác là em mở bất bất kỳ một tổ ong nào. Đấy, chứ không phải là em kiểm tra được hết đâu các bác ạ. Đây, như cái tổ đây đây các bác. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra cái tổ này. Đây, cái tổ này là 6 cầu đấy các bác. Thì bây giờ em kiểm tra. Đây các bác nhá. Như thế này là ong nó đang còn đẻ và nó phát triển tốt. Đấy, đẻ và phát triển tốt này các bác này. Đấy. Thì ta muốn làm sao các cái tổ ong này nó đều thì đương nhiên là các nguồn nó không có, nó thiếu thì là phải hỗ trợ cho nó. Đây, em kiểm tra bắt đầu, đây là cầu thứ hai. Nó như thế này là nó đẻ rất là tốt rồi các bác. Đấy, ong đẻ rất là tốt.
Hay, tại vì là nó có đầy đủ. Bữa hôm rồi là chắc là cái tổ này là quên không quay mặt đấy các bác. Chắc là như thế nên là mặt đang còn vít nắp này. Thì là em đoán là như cái tổ này là không quay mặt. Đây đây như như cầu này gọi là đẻ rất là kém đây các bác. Đấy. Cầu này là vậy là đẻ rất là kém. Đấy, các bác thấy không? Đấy, đây là chỉ có mặt không này. Vậy là như cái tổ này là không có quay mặt đấy, thì như những cái cầu này thì ta lại phải đổi. Ta đổi cho nó vào ấy, cái cầu từ ngoài ván ngăn ra thì là ta đổi cho nó là nó sẽ là cầu thứ hai, thì nó sẽ hạn chế cái việc là nó không đẻ ra. Đấy, và ta coi cái cầu trong cùng nữa các bác ạ. Đấy, thường là nó chỉ bị có mỗi mấy cái cầu ở trong cùng thôi. Này như cầu này là nó cũng đẻ rất ít này, đây này các bác này. Tại vì cái này chính là mình phải quay mặt đi thì nó mới đẻ tốt được. Còn nếu ta không quay mặt thì là nó sẽ không có cái chỗ để nó đẻ trứng các bác ạ. Đấy. Đây các bác thấy này. Đấy như cái cầu này là đẻ tốt rồi này các bác này. Đấy, như cái cầu này là đẻ rất là tốt. Đây. Đấy. Thì như cái cầu trong cùng đây ta có thể đảo. Đấy, cái cầu trong cùng là cái cầu phấn nên ta phải đảo. Đảo cho nó các bác. Đấy, đấy là những cách làm ta đảo cầu để cho nó đẻ cho nó đều. Đây cái cầu trong cùng dơ cho các bác xem tí. Đây là cái cầu trong cùng này các bác. Đấy, hầu như là nó không đẻ và nó chỉ có ít phấn. Đây các bác, bây giờ em kiểm tra cái tổ này. Đấy, em mới quay mặt được mấy hôm thôi nhưng mà bây giờ kiểm tra lại coi coi nó phát triển như thế nào các bác ạ. Đây nó phát triển như thế này này các bác. Đấy, ong như thế này là phát triển cũng tạm được thôi nhé các bác nhé. Đây hai mặt. Đấy, nhưng mà cái xếp cầu như thế này là bữa hôm em trả thuê người ta quay mà xếp cầu như thế này là không đúng này các bác này. Đấy, tại vì là nó không hở được 5 ly nên là đây nó chỉ hở được khoảng 1-2 ly thì nó sẽ bị dính cầu các bác. Đấy, nên là vì vậy nên là nay em cũng lên em kiểm tra lại. Đấy, mặt nguồn mặt ở đây cũng rất là nhiều, ong cũng đang đẻ lại rồi. Đấy, như cái cầu này đẻ về là được này này các bác này. Đấy, cầu như thế này là đẻ lại là được. Toàn bộ là ở như trên này là em để 4 với 5 với 6 cầu các bác ạ. Tại vì vượt hè là em cứ để cho đông rồi xong là sau em rút sau đây. Đấy, nó như thế này hết cho các bác. Đấy. Nhưng cái nguồn phấn thì nó cũng cạn rồi. Đấy, nên là vì vậy nên là còn coi cái cầu trong cùng đấy các bác. Đấy, cầu trong cùng là nó được như thế này này. Nguồn phấn thì được có nửa vòng đấy các bác. Nên là ông chắc chắn là nó sẽ dần dần là nó Dần dần nó sẽ tụt quân các bác. Đấy, đây về ra cái tổ này đấy, coi đây, đây các bác xem cái tổ này đấy, nó phát triển như thế nào các khu dưới nhá. ô trời, làm lưới mèo ra này. Đấy, làm lưới mèo ra. Đấy các bác thấy này. Làm lưới mèo ra như thế này thì đương nhiên là tổ nó sẽ phát triển tốt này các bác. Đây nó phát triển như thế này này các bác này. Quân đẻ vẫn đẹp nhá các bác nhá. Này nó phải đổi cho nó. Đây. Đẻ rất là đẹp luôn các bác. Rất là đều. Vẫn nó còn phát triển ong đực rồi. Đây, cái cầu này. Đây các bác. Đấy, nên là bây giờ đổi cầu cho nó. Đây cầu trong cùng như thế nào. Đây đầu cũng cầu trong cùng nhưng mà vẫn còn đẻ đẹp này các bác này.
Đấy, vấn đề đẹp nhé các bác nhé. Đấy, thì là bây giờ em đổi cái cầu cho nó. Đổi cái cầu đây. Đây cái cầu này đổi cho nó các bác. Đây đây nó làm lưới mèo đây, đến bữa sau rồi quay đến tầm 29 gì đấy là em sẽ quay các bác, 29 30 gì đấy em sẽ quay. Thế thì là bây giờ em cứ kệ nó vậy thôi, nó là làm lưới mèo thì em kệ nó vậy thôi. Rồi các bác mà thấy video của em hữu ích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt bà con.